Nửa đoạn duyên. Tác giả Trang Biêu Biệt. Tập 7. Nghe cô nói đến đây, tim của Nhi bỗng đập nhanh như trống đánh trong lồng ngực. Quân trực tiếp khẳng định mình là người đã có chủ trước mặt mẹ mình. Tuy anh không nói thẳng tên, nhưng anh đã mang đến cho Nhi một cảm giác an toàn lạ kỳ. Tựa hồ trong cơ thể như đang có những dòng nước mát róc rách chảy qua, hòa quyện cùng dòng máu lan tỏa khắp người của cô. Bất chợt cánh cửa tủ mở ra, Quân đứng trước mặt Nhi cười nhẹ. Em định ở trong đó tới bao giờ? Mẹ đi rồi. Nhi ngại ngùng nhìn anh. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Nhi phải trốn chui trốn nhủi như vậy. Nhưng mà cảm giác này nghĩ lại cũng thú vị lắm. Có khi lại cả đời khó phai. Hôm nay là chủ nhật. Con Ly nó không đi học. Nên Nhi xin anh cho về xem tình hình của con Ly thế nào. Dù gì cả đêm qua đã để nó ở nhà một mình. Lúc Nhi về thì thằng Đức cũng vừa ra tới cổng. Thấy Nhi nó chủ động chào. Chị, em mua sữa bầu với lại phở gà mang tới cho Ly. Ừ, cậu về luôn hả? Dạ, em về còn đi làm. Nhi khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. Con Ly nó vừa nhìn thấy Nhi đã tủm tỉm cười. Em tưởng chị có một chút vitamin tình yêu nên quên đường về nhà luôn rồi đó. Con bé này, ăn phở đi, không nguội hết rồi kìa. Chị, tối qua chị đi đâu đó? Nhi cười tủm tỉm nhưng rất nhanh liền lấy lại bộ dạng nghiêm túc. Tối qua chị đi có việc. Việc gì mà đêm hôm vậy chị? Việc của chị, mày cứ tò mò vậy. Mà chị đi cả đêm cũng không có thấy mày gọi điện quan tâm tới nữa. Sao? Tính chị em biết thừa rồi, nên không bao giờ em phải lo lắng cho chị đâu. Ờ, vậy mà mày cũng làm chị yên tâm được như vậy thì tốt. Chị ráng mà lo cho em hết thời gian này đi. Không ít nữa em lấy chồng rồi. Chị muốn lo cũng không lo được đâu. Vì lúc đó em có chồng em lo rồi. Vậy hả? Vậy được vậy thì quá tốt. Mà thằng Đức thưa chuyện với mẹ nó chưa? Để còn về quê thưa chuyện với mẹ mình nữa. Chứ cái bụng ngày một lớn ra để lâu không có được đâu. Anh Đức vừa mới nói đã thưa chuyện với ba mẹ ảnh. Ba ảnh thì rất mừng. Còn mẹ ảnh hơi khó tính, nhưng mà cứ từ từ rồi mẹ ảnh sẽ nguôi ngoai thôi chị à, không phải lo. Nó nói không lo, nhưng làm sao Nhi có thể không lo được. Nếu chưa gặp mẹ thằng Đức thì không sao, nhưng gặp rồi thì Nhi chỉ sợ mối hôn nhân gượng ép này. Sau này quãng đời còn lại của con Ly cũng sẽ khổ vì bà mẹ chồng. Ừ, thôi ăn đi. Những ngày tiếp theo lại trôi qua. Nhi với Quân càng lúc càng như quen nhau hơn. Cảm giác xa nhau một ngày là nhớ không có chịu được. Anh không phải là mối tình đầu của Nhi, nhưng là người đầu tiên mang đến cho Nhi những cảm giác đặc biệt nhất. Là người đầu tiên khiến cho Nhi biết hóa ra một cái ôm là cũng không đủ. Thì ra nũng nịu một chút lại nhận về biết bao nhiêu cưng chiều. Thì ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực, khiến người ta cảm thấy bình yên. Buổi sáng hôm đó, khi Nhi vừa thức dậy, liền nhận được tin nhắn của anh gửi tới. Hôm nay anh đi Hải Phòng nên không ăn cơm ở nhà, em không cần đến nấu cơm nữa đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhi mỉm cười nhắn lại. Em còn đến dọn dẹp nữa. Anh dọn dẹp xong hết rồi. Anh chiều em như vậy, không sợ em làm biếng hả? Để dành sức, tối mình gặp nhau. Để dành sức? Ba từ này khiến cho Nhi biết thừa anh đang ám chỉ cái chuyện gì. Hai bên má của Nhi bất chợt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Miệng thì nở một nụ cười hạnh phúc. Con Ly thấy vậy mới quýt vai chị. Trời ơi, dạo này bà chị già của em yêu đời quá rồi đó. Đâu, chị cũng vậy mà. Thôi, chị không phải giấu nữa đâu. Em thấy hết rồi. Thấy cái gì? Thấy cái anh đẹp trai đưa chị về nhà mỗi tối đó. Trời ơi, lại còn hung tráng một cái rồi mới chào tạm biệt, lãng mạn như phim Hàn Quốc vậy đó. Con Ly đã biết rồi, nên Nhi cũng không muốn giấu nó nữa, nên đành kể cho nó nghe về Quân. Xong Nhi hỏi,
Mà thấy chị yêu có vội vàng quá không? Không, em không thấy có gì mà vội vàng hết. Người như anh ấy chậm một chút có mà ngàn vạn con nó tranh cướp sâu xé đó chứ. Ly vừa dứt lời thì giọng của Ngân phía sau vang lên. Cái gì mà tranh cướp sâu xé? Ghê vậy? Nhi chưa kịp trả lời thì con Ly nó liền đáp. Chị Ngân tới hả? Em đang nói người yêu chị Nhi đó. Chỉnh mạng một cái là có khối đứa nó tranh cướp đó chị ơi. Chuyện Nhi và Quân yêu nhau cũng chưa nói với Ngân. Không phải là Nhi muốn giấu nó hay không tin tưởng nó, mà đợi chuyện của hai người mọi thứ đều ổn rồi mới công khai. Ngân nghe Ly nói vậy ngạc nhiên. Người yêu Nhi hả? Là ai? Ủa? Chị không biết hả? Là anh Quân chủ nhà chị Nhi làm việc đó. Sắc mặt của Ngân thoáng thay đổi, rồi rất nhanh nó quay sang nhìn Nhi, ánh mắt chất vấn. Mày với anh Quân yêu nhau hồi nào vậy? Bây giờ còn giấu tao nữa, bộ mày không coi tao là bạn mày hay gì? Thì tụi tao cũng mới thôi, chưa đâu vào đâu nên chưa nói, xin lỗi mà. Còn bà nữa, con Ly mà không nói chắc mày định giấu tao tới lúc mày lấy chồng quá. Thôi, tao xin lỗi, chỉ là tao đợi mọi thứ ổn hơn rồi mới công khai, chứ không phải tao cố tình giấu mày đâu. Không, mọi lý do chỉ là ngụy biện, tao giận à. Nhi biết thừa cái tính của nó rồi, nên tủm tỉm cười đi đến chỗ, gục đầu vào vai nó kiểu nũng nịu. Thôi mà, tao biết rồi, đừng có giận, tội nghiệp tao mà. Tưởng xin lỗi suông là xong hả? Vậy mày muốn cái gì? Hay đi ăn gà chiên nghe, uống trà sữa? Cũng được. Vậy là hai đứa lại bật cười nhìn nhau. Con Ly nó nói. Trời ơi, hai chị ra vẻ quá ha. Tưởng giận hờn nhau được luôn đó. Tụi chị có phải như tụi con nít mày đâu mà động chút là phải phát xích với nhau. Hả? Con nít mà sắp lấy chồng rồi đó nha hai bà chị. Đừng có khinh con nít à. Hai bà lắp motor cũng không có đuổi kịp em đâu. Đúng rồi, ai mà dám tranh giành thành tích giống như cô, của cô hết đó. Cả ngày hôm đó, Nhi cùng với Ngân và con Ly đi mua sắm. Bụng của Ly bây giờ cũng đã lộ hơn đợt trước rồi. Mỗi ngày trôi qua mà chưa thấy nhà thằng Đức nói năng gì đến đám cưới cũng khiến cho Nhi sốt ruột. Mà mỗi lần Nhi hỏi đến con Ly thì đều nói chờ thêm thời gian nữa. Nhi không biết phải chờ đến bao giờ khi gia đình mình đang ở thế khó. Nhiều lần Nhi muốn gặp mẹ thằng Đức nói chuyện cho rõ. Nhưng thấy thằng Đức mỗi ngày đều qua chăm sóc mẹ con nó rất tốt nên lại để yên cho tụi nó tự giải quyết. Lúc tụi Nhi về đến nhà trọ thì thằng Đức đi tới đón con Ly đi chơi. Ngân lúc này mới dám nói với Nhi. Nè, tao thấy cái bụng con Ly cũng lộ hơn rồi đó. Mày không tính gì sao? Thì tao cũng thúc giục tụi nó hoài đó chứ. Nhưng mà thằng Đức nó cứ xin cho thêm một thời gian nữa. Thời gian này mẹ nó mới nguôi ngoai thôi. Con bà nó chứ, phải làm căng vô, không nó bỏ bom là chết bà luôn á. Thiệt tình, con Ly bây giờ bầu rồi, mình làm căng đâu có được. Ha, mình đang cầm cái lưỡi dao, nhà nó cầm cái đằng chui. Nhưng thôi, tao thấy thằng này cũng có trách nhiệm, vậy cũng đỡ lo. Vậy mày với ông Quân sao rồi? Thì tụi tao còn mới thôi. Mày tìm được người yêu mới, tao cũng mừng cho mày đó nghe. Nhưng mà tao thấy ông Quân này thuộc cái dòng cực phẩm như vậy, mày nhớ giữ cho kỹ à. Yêu thì cứ yêu thôi, chứ nếu người ta đã muốn đi, mình giữ đâu có được. Mày đừng có mà chủ quan, tao mà có bạn trai như vậy, không khéo tao cất vô tủ kính rồi đó. Trai đẹp bây giờ hiếm, mà cực phẩm như ông Quân lại càng hiếm nữa. Biết tới bao giờ, tao mới tìm được một người như vậy để yêu chứ. Mày đúng là chết về trai đẹp đó. Mẹ thì không. Thì đẹp một phần, còn tính cách người ta nữa mà. Tao không cần biết, cứ đẹp cái đã, rồi mới tính sao. Nói thêm vài câu nữa, thì Ngân đi về. Sau khi Ngân đi khỏi, thì Nhi liền nhận được tin nhắn của Quân. Cười nhiều vậy, đã đói chưa? Đọc xong dòng tin nhắn, Nhi vội vàng đưa máy nhìn xung quanh. Thấy chiếc xe ở đầu đường đang nhấp nháy đèn, Nhi nhận ra đó là xe của anh nên liền mỉm cười đi lại gần cái xe. Cánh cửa kính hạ xuống, Quân nói. Lên xe đi, anh với em đi ăn. Anh đi Hải Phòng về rồi hả? Anh mới vừa về tới thì liền đi gặp người quan trọng luôn đó.
Ba tiếng người quan trọng khiến cả người Nhi lâng lâng hạnh phúc không sao tả được. Nhi tủm tỉm. Vậy anh muốn ăn gì? Cho anh trả lời thật lòng được không? Tất nhiên là được chứ. Anh muốn ăn em. Nghe vậy, hai má của Nhi bỗng đỏ bừng lên. Mặc dù đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu lần ân ái, nhưng khi nghĩ đến cái chuyện này, vẫn không khỏi khiến trái tim của Nhi đập nhanh. Nhi lườm nhẹ anh một cái. Đáng ghét. Quân bật cười, nụ cười tỏ ra những tia nắng ấm áp, đẹp đẽ, hút hồn. Hôm nay cho em chọn món đó, em muốn ăn ở đâu? Trời bắt đầu vào thu, se se lạnh, tự nhiên nghĩ đến món ốc nóng ăn cùng với sung muối, thêm mấy cái bánh gối nữa thì ngon tuyệt. Nhưng Nhi sợ người sạch sẽ như Quân sẽ không có chịu đến những cái chỗ dĩa hè nên lưỡng lự. Quân thấy vậy mới lên tiếng. Ăn ở đâu cũng được, miễn là em thích. Em muốn đi ăn ốc ngoài bờ hồ, anh đi được không? Nếu không thì mình đi. Tưởng gì chứ, ăn ốc lại đơn giản quá. Em cũng thật là biết tiết kiệm tiền cho tương lai của mình quá đó. Nói xong thì Quân nổ xe di chuyển. Nhi ngồi bên cạnh mà tha thẩn mãi. Một lúc sau mới kịp hiểu ra ý anh nói là tiết kiệm tiền cho anh cũng chính là tiết kiệm cho tương lai của Nhi. Nói vậy là anh đang nói đến chuyện xa xôi, cái kiểu như sau này hai người là vợ chồng thì cùng chung tương lai. Nghĩ vậy mà tim của Nhi đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Khi đến nơi, Quân gọi ra hai dĩa ốc nóng, một dĩa bánh gối và đĩa sung muối. Thấy Nhi ngạc nhiên, Quân cười nhẹ. Em tưởng là anh không biết ăn ốc à? Dạ, em không nghĩ người như anh sẽ đến những nơi này. Em coi kìa, làm như anh là tổng tài ngôn tình không bằng đó. Không phải, tại em nghĩ người sạch sẽ như anh sẽ không có ăn mấy cái món dĩa hè. Quân lắc đầu cười nhẹ, sau đó anh chủ yếu ngồi khiêu ốc cho Nhi ăn là chính, còn anh ăn rất ít. Ăn ốc xong, hai người còn đi ăn thêm một vài món nữa rồi mới về nhà. Lúc đưa Nhi về tới cổng, tự nhiên anh nói. Cho anh mượn tay của em. Nói xong, anh cầm lấy tay trái của Nhi. Nhi cúi xuống thấy anh đeo cho mình một cái lắc tay đính mấy viên kim cương chói mắt đeo ở trên cổ tay. Nhi ngạc nhiên, vừa ngước mắt lên định hỏi thì anh đã cười nhẹ. Em thấy có đẹp không? Sao tự nhiên lại tặng cái lắc tay cho em? Với tặng đồ quý giá như này em không có dám nhận đâu. Có tấm lòng của anh là quý giá thôi. Còn lắc tay này anh mua hàng chợ vài chục ngàn một cái thôi đó. Nhưng dù là hàng chợ, anh cũng cấm em không có được làm mất nó. Nói xong, khóe môi anh nở một nụ cười. Nhi biết anh đang cố tình chọc mình để mình không ngại ngùng về giá trị của món quà. Nhi tủm tỉm. Rồi, em biết rồi. Thôi, em vào ngủ đi. Cũng trễ rồi đó. Vậy em vào trước nha, anh về cẩn thận. Nhi vừa xoay người bước đi, thì Quân liền ôm Nhi từ phía sau, đem cả gương mặt vùi vào hõm cổ Nhi. Qua vài phút, anh mới nhẹ nhàng buông Nhi ra, giọng nói dịu dàng vang lên. Ngủ ngon. Nhi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc vào nhà, trèo lên cả giường rồi mà vẫn không khép lại cái miệng được. Đang nằm, tự nhiên Nhi tò mò về ý nghĩa của việc tặng cái lắc tay trong tình yêu, nên liền mở điện thoại gõ, tìm kiếm. Hóa ra, lắc tay là vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Việc tặng lắc tay cho một người hàm chứa tình cảm sâu nặng của bản thân dành cho người đó và mong muốn được ở bên người đó mãi mãi. Trái tim của Nhi không ngừng dâng lên cảm giác ngọt ngào, ngọt đến mức thấm sâu vào xương tủy. Cuộc đời này chỉ cần được ở bên anh, mưa giông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Bẵng đi thêm một thời gian nữa, mối quan hệ của Nhi và Quân vẫn êm đềm phát triển thêm từng ngày. Có điều hôm nay anh phải đi công tác một tuần ở trong Sài Gòn. Nhi cũng chưa có kịp hỏi anh coi công việc mới của anh là cái gì. Vì Nhi tôn trọng quyền cá nhân của anh, hằng ngày bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Vậy mà hôm nay mới bẵng đi vài tiếng thôi mà Nhi đã cảm thấy nhớ vô cùng. Buổi chiều, cô đến nhà của Dương dạy học cho bé Ben. Dương vừa thấy Nhi đã cười chọc. Anh tưởng cô giáo hôm nay không còn tâm trí nào mà dạy học nữa chứ? Anh lại chọc ghẹo em nữa rồi. Có gì đâu mà đến nỗi nghiêm trọng vậy hả anh?
Người yêu đi vắng em không buồn mới lạ đó. Anh ấy đi công tác có 1 tuần thôi anh à. Thiệt tình. Những đôi yêu nhau quấn quýt như chim tri, bây giờ xa nhau 1 ngày còn nhớ nói gì đến 1 tuần. Anh từng trải qua anh biết rồi. Anh Dương có kinh nghiệm yêu đương quá ha. Hôm nào em phải lãnh giáo mới được đó. Anh có kinh nghiệm nhưng không có lãng mạn như Quân đâu. Anh nghe nói nó mới đặt vé tháng sau đi Đà Lạt với em 1 tuần đó. Lời Dương nói làm cho Nhi ngớ người ra. Nhớ lại mấy hôm trước, Nhi chỉ nói bóng nói gió. Nghe nói Đà Lạt đẹp lắm, thời tiết thích nữa. Không ngờ anh đã làm liền. Cái ông này đúng là chỉ tầm ngầm hành động là nhanh. Mức độ chiều người yêu số 2 thì không có ai là số 1. Em chưa có thấy anh nói cái gì. Chắc tính làm cho em bất ngờ đó. Dạ, em lên lầu dạy học cho Ben đây. Ừ, em lên đi. Dạy học cho Ben xong cũng là 6 giờ 30. Nhi vừa mới giao phiếu bài tập cho thằng bé xong, dặn dò vài câu, thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện đến cuộc gọi của thím ba. Mỗi khi nhìn thấy dãy số bất thình lình này là tim của Nhi thắt lại, một dự cảm không lành. Và quả đúng như cô dự đoán, vừa mới nhận máy dòng thím đã vọng ra. Nhi ơi, mày đi ra gấp bệnh viện Bạch Mai đi. Thím đang cho mẹ mày cấp cứu ở đó. Không biết cái con mụ kia từ đâu tới nói với mẹ mày những cái gì mà mẹ mày lên cơn đau tim rồi. Nghe tới đây, toàn thân của Nhi bỗng như luồng điện chạy qua. Trong giây lát, Nhi không suy nghĩ được gì, vội vã lao ra ngoài, chân tay bủng rủng. Cô còn không chạy được xe nên phải đón taxi đi đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Nhi gọi lại cho thím ba mới biết mẹ cô đang ở trong phòng cấp cứu, liền lao thẳng tới. Thím ba cũng đang đứng ngoài chờ. Chú ba đi làm xa rồi nên hôm nay chỉ có mình thím. Nhìn vào bên trong phòng bệnh, toàn thân Nhi như bị ai đó khoét hết sạch khí lực. Mọi thứ trở nên trống rỗng. Cũng không phải là lần đầu tiên đứng trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi khi đối diện với nó, Nhi vẫn không sao bình tĩnh nổi. Thím ba thấy vậy mới nói, cháu cứ bình tĩnh cái đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ có nói sao không thím? Không, mẹ cháu đến là chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Không biết cái con mụ kia đã nói với mẹ cháu những cái gì mà khiến bà sốc như vậy đó. Cũng may là hôm nay thím không có đi làm, không thì không biết làm sao nữa. Nhi nhìn thím ba, con mụ mà thím nói không biết là ai. Đang định hỏi xem hình dáng của bà ta thế nào, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả Nhi và thím ba đều lao về phía bác sĩ. Bác sĩ ơi, mẹ con sao rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Mà bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tim, lẽ ra gia đình phải tránh cho bệnh nhân bị sốc hay xúc động mạnh. Sao lại để tình trạng như vậy? Nhi ú ớ nhìn bác sĩ, còn chưa biết trả lời thế nào, thì bác sĩ đã thở dài bước đi. Mẹ của Nhi vẫn chưa tỉnh, thím ba thở phào nhẹ nhõm. May mà qua cơn nguy kịch rồi, lúc đưa mẹ đến đây thím sợ lắm luôn đó. Nhi nhìn thím ba, bây giờ mới hỏi kỹ. Thím có biết người phụ nữ kia không? Hồi chiều thím đang nhổ cỏ ở sau giường, thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc cũng khá là sang trọng đi vô. Thím thì chưa có gặp người này bao giờ, cứ tưởng là bạn bè hay họ hàng xa gì của mẹ mày mà thím không có biết. Ai dè, qua một lúc thì thím thấy giọng người phụ nữ nói cái gì mà chữa quan đỉ thỏa, rồi mặt bà ta tức tối bước ra ngoài. Thím ngó sang thì thấy mẹ mày đang ôm ngực, hình như bị người phụ nữ kia làm cho xúc động rất mạnh. Vậy là thím vội vàng phi sang, thím gọi bà phụ nữ đó, nhưng bà ta quay đầu lại nhìn chứ không có nói gì. Sau đó bà ta bước vô xe hơi đi mất. Còn thím đưa mẹ mày tới bệnh viện huyện, cũng sơ cứu ở bệnh viện huyện rồi người ta mới giới thiệu mẹ mày lên trên này đó. Nhi vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc người đàn bà đó là ai, có thù oán gì với nhà Nhi mà lại để cho mẹ Nhi sốc như vậy. Rồi Nhi chợt nghĩ đến mấy từ chữa quan đỉ thỏa, trong đầu liền mường tượng đến một người, chính là mẹ của thằng Đức. Đúng lúc này điện thoại của Nhi đổ chuông, cuộc gọi của con Ly. Vừa bấm nhận máy, giọng nó đã sốt sắng vang lên. Chị ơi, em nghe thím ba nói mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện, mẹ sao rồi chị? Mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn theo dõi thêm. Mẹ đang ở đâu? Em đang ở nhà, anh Đức cũng vừa ở đây nè.
Thấy ảnh nói hôm nay mẹ ảnh về nhà mình nói chuyện với mẹ. Đang nói thì mẹ phải đi cấp cứu. Lúc nữa em với anh Đức vào thăm mẹ. Quả đúng như Nhi dự đoán, người đàn bà đó chính là mẹ của thằng Đức, đã chắc chắn được người khiến cho mẹ Nhi ra nông nỗi này. Ba máu sáu cơn nổi lên, Nhi cũng muốn đi gặp bà ta ngay lập tức. Nhưng lúc này, mẹ cô vẫn chưa được chuyển về phòng bệnh. Nhi cố gắng kìm nén nộ khí không cho nó xung thiên. Tắt điện thoại xong, Nhi gọi thẳng cho thằng Đức. Có điều, người nhận máy lại không phải thằng Đức mà là mẹ nó. Dường như ông trời cũng muốn giúp Nhi. Nhi không hề nà nói thẳng. Tại sao bà lại động tới mẹ của tôi? Có gì thì bà nói thẳng với tôi đây nè. Bà có biết gì bà mà mẹ tôi phải gặp nguy hiểm đang cấp cứu trong bệnh viện không? Mày tuổi gì mà đòi nói chuyện với tao? Hả? Con mẹ bệnh tật của mày không có biết dạy con. Để đứa con gái mới ba cái tuổi ranh đã đi úp sọ con trai tao. Thì tất nhiên tao phải nói cho mẹ mày biết đường mà dạy dỗ con rồi. Tao nói cho mày biết. Nhà tao không có bao giờ chấp nhận em gái mày bước chân vào làm dâu đâu. Kể cả là đang mang bầu đi nữa. Mày chắc gì cái bầu đó phải là con của thằng Đức. Nhà mày đừng có cố chấp nghĩ nhà tao sẽ thay đổi. Cái loại người dưới đáy xã hội thì nên biết điều mà sống đi. Đừng có trèo cao. Bà đừng có nghĩ mình giàu mà muốn nói người thế nào thì cũng được đâu. Đúng là gia đình tôi có thể thua gia đình bà về vật chất. Nhưng đạo đức và nhân cách nhà tôi chắc chắn sẽ giàu hơn bà đó. Sống ở đời, đừng có tự cao tự đắc quá sớm. Đừng có lấy đèn soi bóng mình vào tường rồi tưởng mình là to, là vĩ đại. Còn cái con Ly nhà tôi, bây giờ nhà bà có trải chiếu qua, trải thảm vàng đón nó vào nhà, thì gia đình tôi cũng không có cần đâu. Bà về bà dạy dỗ lại con trai của bà đi, ăn ở bất nhân thất đức. Bị Nhi nói thẳng mặt như vậy, chắc có lẽ bà ta tức quá nên không nói được gì, chỉ có thể phát ra hai tiếng rồi tắt máy. Mày giỏi! Nhi ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện cho bình tĩnh lại một lúc, rồi mới xuống căng tin mua ít đồ. Một lát sau thì con Ly tới, nó lo lắng. Mẹ sao rồi chị? Mẹ vẫn chưa tỉnh, mày đừng có vào thăm mẹ ngay. Sao vậy? Thằng Đức chưa kể gì với mày à? Dạ chưa. Anh mới vừa gọi, nói là bây giờ không có tới được. Em vào bệnh viện trước rồi anh ấy vào sau. Mẹ bị sốc mạnh như vậy là do mẹ thằng Đức đó. Chị mới vừa gọi cho thằng Đức, nhưng mẹ nó nghe máy. Mẹ nó nói sẽ không bao giờ chấp nhận mày đâu. Nên thôi, mày đừng có tơ tưởng gì gã vào nhà đó nữa. Chị cũng tuyên bố thẳng rồi. Nhà nó bây giờ có trải chiếu qua, trải thảm vàng đón mày vào, thì nhà mình cũng không có cần nữa đâu. Con Ly nhìn Nhi, dường như nó có vẻ rất sốc, nên mãi nó mới nói nên lời. Có thiệt là mẹ anh Đức nói vậy không? Rõ ràng anh ấy nói với em là mẹ anh ấy xui rồi mà. Không lẽ chị lại nói điêu? Bà ta về quê sỉ nhục mẹ mình, khiến mẹ mình nhập viện mà mày vẫn còn tơ tưởng đến gia đình đó à? Chị nói thiệt, mày từ bỏ cái mộng tưởng đó đi. Thời bây giờ, làm mẹ đơn thân không có thiếu, đừng có cố chấp vậy nữa. Mày có gả vào nhà đó thì cũng khổ một đời thôi em à. Nhưng mà anh Đức nói... Nhi nghe cái giọng yếu ớt của con Ly mà tức không có làm gì được. Không lẽ đã đến mức độ này rồi mà nó vẫn nghĩ mẹ thằng Đức thay đổi để chấp nhận nó. Mà đây đâu phải là lần đầu mẹ nó khiến cho Nhi bị sốc như vậy. Đâu phải lần đầu mẹ nó sỉ nhục mẹ Nhi. Vậy mà nó vẫn còn cứ u mê như vậy sao? Biết là nó hiện tại đang mang bầu, tâm lý người mẹ nào cũng muốn con mình có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng vì như vậy mà để cả cuộc đời của mình giam cầm trong đau khổ. Chưa kể bà ta cũng đâu có cần đứa cháu nội này. Vậy thì thà rằng nuôi con một mình sẽ tốt hơn là con mình sống trong môi trường bị ghét bỏ. Nhi không biết làm sao mới khiến cho nó tỉnh ngộ ra được đây. Đúng lúc này thì giọng của thím ba vang ra. Nhi à, mẹ cháu tỉnh rồi, đang gọi cháu vào trong nói chuyện đó. Dạ. Khi Nhi bước vào bên trong, thấy mẹ vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gối. Nhi chậm rãi đi đến gần mẹ. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ Nhi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt yếu ớt phát ra tiếng. Sao không để cho mẹ chết quách đi cho rồi? Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Mẹ mà chết ra thì con với con Ly phải làm sao? Hai đứa bay bây giờ đã đủ lông đủ cánh. Mọi chuyện tự quyết định được rồi, đâu có cần mẹ nữa. Mẹ... Mẹ nghe người ta nói hết rồi, sao lại giấu mẹ cái chuyện quan trọng như vậy? Con xin lỗi mẹ, là con đã không có dạy bảo được em.
Con chỉ muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói với mẹ, chứ con không có muốn cố tình với mẹ đâu. Mẹ Nhi nghe thấy đây, giọng lại nghẹn đi, mãi mới nói nên lời. Người ta nói rồi, sẽ không có chấp nhận con Ly, không có chấp nhận đứa bé trong bụng nó đâu. Kêu nó đừng có tơ tưởng nữa. Họ nói chắc gì đứa bé phải con cháu nhà họ, mà phải thì họ cũng không có chấp nhận đứa con của một kẻ làm đĩ. Lúc này, Nhi uất ức đến mức chỉ muốn thiêu rụi người đàn bà tán tận lương tâm kia. Nhưng ngay lúc này trước mặt mẹ, Nhi không thể nổi giận. Cô nén lại bình tĩnh. Mẹ, mẹ kệ bà ta đi. Con Ly nhà mình không có làm đĩ như bà ta nói đâu. Bà ta ác mồm ác miệng thì nghiệp bà ta phải chịu. Nhưng bà nói cũng đúng. Tại mẹ, mẹ không biết dạy con để bây giờ con không có chồng mà có chữa. Nói đến đây, mẹ Nhi đã không thể kìm nén nổi mà bật khóc thành tiếng. Nhi sợ mẹ lại kích động nên không dám nói gì nhiều, chỉ có thể an ủi động viên cho mẹ nguôi ngoai hơn. Một lúc sau thì mẹ Nhi nói muốn nói chuyện riêng với con Ly, nên Nhi đành gọi nó vào trong gặp mẹ. Khi Nhi đang đứng ở hành lang bệnh viện thì một bác sĩ đi tới hỏi Nhi. Cô là người nhà của bệnh nhân Tô Thị Mận. Dạ. Cô vào phòng, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Dạ, bác sĩ. Nhi đi theo vị bác sĩ kia, hóa ra anh ta là phó của khoa này. Nhi vừa ngồi xuống, anh đã nghiêm túc. Tôi vừa mới trao đổi với trưởng khoa và một vài bác sĩ khác. Chúng tôi nhận thấy van tim của mẹ cô phải thay, càng sớm càng tốt. Van tim của mẹ tôi bây giờ gặp vấn đề gì hả bác sĩ? Van tim của mẹ cô đã có vấn đề từ rất lâu rồi. Việc uống thuốc sẽ không có còn tác dụng nhiều. Thay van tim được là tốt nhất, tránh biến chứng suy tim có thể xảy ra. Vậy chi phí cho lần này bao nhiêu hả bác sĩ? Chi phí cho một ca phẫu thuật thay van tim khoảng 80-100 triệu đồng. Nếu mẹ cô có bảo hiểm y tế đúng tuyến thì được chi trả khoảng 20 triệu. Mấy tháng nay làm cho Quân với đi dạy thêm, chi tiêu tiết kiệm lắm, Nhi mới để ra được 40 triệu, mới được 1/2 chi phí phẫu thuật. Dường như bác sĩ nhận ra được sự chần chừ về kinh tế của Nhi, nên liền nói. Cô cứ về bàn thêm với người nhà đi, nhưng tôi khuyên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nhi cười ngượng ngùng, rồi đứng dậy chào bác sĩ về phòng bệnh. Con Ly nó vẫn đang nói chuyện với mẹ ở bên trong. Thím ba thấy vậy kéo Nhi ra một góc. À, chuyện con Ly nó mang bầu là thiệt hả Nhi? Dạ thím, thai mấy tháng rồi? Gần 4 tháng rồi thím à. Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này? Vậy cái con mụ tới nói chuyện với mẹ của cháu là mẹ của thằng người yêu nó hả? Dạ. Thì bây giờ bày tính làm sao? Cháu đang nói nó làm mẹ đơn thân cũng được, chứ gả vào gia đình đó như thế còn khổ hơn. Ừ, cũng đúng. Chứ thím thấy con mụ đó ghê lắm, mà cháu vừa đi gặp bác sĩ hả? Nhi gật đầu, rồi chậm rãi kể cho thím ba nghe về cuộc nói chuyện của mình và bác sĩ. Thím ba nhìn Nhi buồn bã. Khổ thân cháu chưa? Trong thời gian chưa tới nửa năm mà lo toàn hết khoản lớn không à. Họ hàng lại không có ai giàu có để vay mượn. Thím cũng không có biết giúp được cái gì nữa. Đợt vừa rồi bán lứa gà với heo cũng trả nợ hết rồi. Bây giờ thím chỉ giúp được sức mình thôi. Cháu thử hỏi vay mượn bạn bè người quen coi có ai xoay sở được hay không. Hiện tại bây giờ thím cũng rảnh nên sẽ ở lại đây coi sóc cho mẹ cháu, giúp cháu cũng được. Cháu cảm ơn thím. Cũng may là có thím mà mẹ cháu cũng mấy lần thoát nạn. Nếu không có thím không biết giờ này mẹ cháu thì sao nữa. Đó là ân huệ lớn nhất rồi. Còn nhỏ này, nó có gì mấy lời khách sáo đó chứ. Mình là người nhà mà. Dạ, thím. Chuyện mẹ Nhi nằm bệnh viện không nói cho Quân biết. Tối nay Nhi ở lại bệnh viện với mẹ nên kêu con Ly nó đưa thím ba về nhà trọ nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi khỏi thì mẹ có gọi Nhi vào nói chuyện. Bây giờ mẹ đã bình tĩnh hơn. Mẹ cũng đã nói chuyện với con Ly. Mẹ nói thôi thì làm mẹ đơn thân đi, gả về gia đình như vậy còn khổ hơn nữa đó.
Nói đến đây, nước mắt mẹ lại rơi. Nhi biết mẹ đã cố gắng chấp nhận sự thật, nhưng vẫn không thể không buồn, không đau, không lo lắng cho được. Nhi nói với mẹ vài câu, thì hối mẹ đi nghỉ sớm. Đợi mẹ nghỉ rồi, Nhi cũng chạy đi thuê một cái giường xếp đặt bên giường mẹ xong nằm xuống. Nhi nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng thở dài một hơi, lôi cái điện thoại ra. Và rồi tin nhắn của Quân gửi đến. Em đang làm cái gì đó? Nhìn thấy tin nhắn của anh, cả người cô như vừa trút bỏ được gánh nặng. Em đang nằm chơi thôi, anh đang làm gì? Anh đang nhớ em. Vậy anh đã ăn tối chưa? Anh ăn rồi, tối nay có đi gặp mấy vị khách. Tiếp khách vậy phải uống rượu hả? Anh nhớ nghỉ ngơi sớm không lại mệt mỏi đó. Vậy em lại không biết rồi. Không biết cái gì? Cuộc sống của anh trước khi gặp em là một đường thẳng. Sau khi gặp em rồi thì nó thành đường tăng. Không bia, không rượu, không thuốc lá. Và đặc biệt không có giao lưu kết bạn với tất cả các sinh vật mang giới tính nữ hay đã từng mang giới tính nữ. Đang buồn, nghe anh nói vậy khiến khóe môi của Nhi không tự chủ được mà bật cười. Càng ngày, Nhi thấy anh càng lẻo mép, nói chuyện đôi khi còn rất là nhây và lầy. Đúng là nhìn cái vẻ ngoài đạo mạo, điềm tĩnh của anh thì không thể nghĩ anh còn có bộ mặt khác nữa. Đang soạn tin nhắn trả lời thì Quân lại gọi video đến. Nhi chần chừ mãi không dám nghe nên liền tắt đi. Em đang nằm cùng con Ly, không có tiện nghe máy. Vậy à, nhớ em quá nên muốn nhìn thấy mặt em chút. Mai em gọi cho nghe. Ừ, cũng được. Thôi anh làm gì làm đi, em tối nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm. Cẩn thận không lại bệnh đó, anh thương. Em biết rồi, ngủ ngon. Tắt điện thoại. Cả đêm hôm đó, Nhi nằm trằn trọc mãi tới gần sáng mới thiếp ngủ được một chút. Sáng hôm sau thì thím ba đem cháo vào bệnh viện cho mẹ Nhi. Nhi xuống cổng bệnh viện mua bắp ăn tạm rồi quay trở về nhà Quân lau dọn. Chuyện hai người yêu nhau số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù bây giờ anh đang đi vắng nhưng còn chị Thùy và mẹ của anh thỉnh thoảng qua trông coi, cho nên Nhi cũng không thể bỏ bẵng nhà cửa mà ở đó được. Nhi đang lau dọn thì chị Thùy tới, nghĩ đến số tiền phẫu thuật của mẹ nên Nhi mặt dày. Chị ơi! Sao? Chị có thể cho em ứng trước tháng lương này được không? Chị Thùy nhìn Nhi, hàng lông mày khẽ cau lại. Nhi vừa mới lấy lương cách đây một tuần, bây giờ lại ứng lương trước. Biết sẽ rất khó, nhưng hiện tại Nhi không còn cách nào khác. Nếu Nhi nói cho Quân biết chuyện của mẹ Nhi nằm bệnh viện, cần tiền phẫu thuật, thì nhất định anh sẽ giúp. Nhưng mà Nhi đã nợ anh quá nhiều, không muốn mang nợ thêm nữa. Ai nói Nhi sĩ diện hay ngu ngốc cũng được. Vì Nhi yêu anh là thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Nhi không muốn chữ tiền chen vào hạnh phúc của hai người. Qua một lát chị Thùy mới trả lời. Không phải tôi mới phát lương cho cô cách đây mấy hôm trước rồi sao? Dạ em biết, nhưng hiện tại em đang rất cần tiền chị à. Nghe Nhi nói vậy, chị Thùy cũng không hỏi Nhi cần tiền làm gì, chỉ trầm mặc vài giây rồi nói. Một lát dọn lại cái nhà vệ sinh, trưa tôi sẽ chuyển tiền cho cô, chịu khó mà làm việc đi, không phải thấy chủ đi vắng mà chỉnh mãn đâu. Nghe vậy, tảng đá vô hình ngàn cân ở trong lòng Nhi như được trút bỏ. Cô rối rít nói lời cảm ơn với chị Thùy rồi tiếp tục công việc. Có được số tiền lương ứng trước với số tiền Nhi tích góp được nên chi phí phẫu thuật của mẹ cô chỉ thiếu một ít nữa. Buổi trưa hôm đó, sau khi gọi điện thoại vay mượn vài chỗ thân quen thì người giúp Nhi cuối cùng vẫn là Ngân. Nó chuyển khoản thẳng vào tài khoản của Nhi 30 triệu, nói là tiền thưởng dự án gì đó. Sau khi lo đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, cô đi đến thẳng bệnh viện tìm gặp bác sĩ. Qua một hồi trao đổi thì bác sĩ nói khoảng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ cũng giải thích cho Nhi biết những rủi ro trong phẫu thuật, nhưng nếu không phẫu thuật thì mẹ Nhi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Trở về phòng bệnh, cô cũng nói qua với mẹ về ca phẫu thuật sắp tới, nhưng Nhi không dám nói với mẹ về chi phí, đành bịa ra rằng đúng dịp này có nhà tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho người hoàn cảnh khó khăn. Mới đầu mẹ Nhi không tin, phải thím ba nói mãi nữa thì mẹ mới gật đầu.
Ừ, nếu có được phẫu thuật miễn phí thì mẹ đồng ý phẫu thuật. Chứ nếu mất nhiều tiền thì thôi. Mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa mà tốn kém, rồi lại mang nợ cho các con. Nghe mẹ nói vậy, Nhi thấy cay xè cả sống mũi. Tối hôm đó, thằng Đức cũng đến chơi với mẹ Nhi. Dù mẹ thằng Đức có quá đáng thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn còn rất tử tế, nên Nhi cũng không có quyền gì mà cấm cản nó được. Trước lúc ra về, thằng Đức gọi Nhi ra một góc. Chị Nhi, em cũng đã nghe chuyện mẹ em tới gặp mẹ của chị nói chuyện. Em thành thật xin lỗi chị nhiều lắm. Cậu không phải xin lỗi tôi. Lỗi này không phải do cậu. Nhưng mà tôi nói thiệt, mẹ của cậu không có đồng ý cho con Ly nó được lấy cậu đâu. Vì vậy tôi cũng đã kêu nó làm mẹ đơn thân. Nhà tôi cũng không có cần cưới xin gì hết. Con cháu nhà tôi sẽ nhận. Cậu là cha của đứa nhỏ. Nếu cậu có trách nhiệm thì qua thăm nom con mình. Cái này gia đình tôi không có cấm. Như vậy sao được hả chị? Chị hãy tin em. Lời thằng Đức chưa nói hết thì Nhi liền chặn ngang. Tin cậu? Cậu đã nói bao nhiêu câu hãy tin cậu rồi mà. Để kết quả ra sao? Ngày hôm nay mẹ của tôi đã gặp nguy hiểm vì mẹ cậu rồi đó. Tôi không thể đánh cược người thân của mình vì câu nói hãy tin cậu được. Tôi cũng không cần cậu phải hứa hẹn. Điều tôi cần là khi nào làm được rồi hãy nói. Là đàn ông, bớt hứa hẹn đi. Thằng Đức nghe Nhi nói vậy thì cũng không nói thêm nữa, chỉ gật đầu. Em biết rồi. 3 ngày tiếp theo lại trôi qua. Buổi tối Nhi vẫn ở bệnh viện với mẹ. Ban ngày có thím Ba chăm sóc mẹ nên Nhi vẫn đến nhà Quân làm việc như bình thường. Có điều mấy ngày lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới, cộng thêm ở bệnh viện không có ngủ được nên cơ thể của Nhi kiệt quệ, giống như bị ai đó rút cạn sức. 10 giờ trưa lau dọn nhà cửa xong xuôi, Nhi mệt nhòi ngồi xuống ghế sofa, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi về. Ai ngờ, ngồi được một chút đã thiêm thiếp ngủ mất. Nhi cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi một bàn tay chạm lên mái tóc mai của Nhi dán nhẹ dắt vào mang tai mới khiến cho Nhi giật mình mở mắt ra. Gương mặt Quân hiện ra rõ mồn một, tim của Nhi đập loạn xạ. Không phải anh đang đi công tác, mà sao giờ phút này lại xuất hiện ở đây? Nhi tròn xe mắt nhìn anh. Anh... sao anh lại ở đây? Anh vừa mới xuống máy bay thôi. Mới xa anh có mấy ngày thôi mà. Sao em tiều tụy vậy? Nhớ anh quá phải không? Đâu có. Em vẫn vậy mà. À, anh ăn cái gì chưa? Em đi nấu cái gì cho anh ăn nghe. Nói xong, cô liền đứng dậy. Nhưng vừa mới nhấc chân bước được mấy bước thì bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau. Mặt anh gục xuống vai Nhi, giọng nói dịu dàng vang lên. Anh nhớ muốn chết cái mùi hương của em đó. Nhi gượng đỏ hết cả mặt, ấp úng. Mùi hương của em có gì đặc biệt đâu. Bất kể cái thứ gì liên quan tới em, đều đặc biệt ở trong lòng anh. Nói xong, anh xoay người Nhi lại, ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào vai, khiến cho Nhi cảm thấy tê tê. Nhi ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống môi cô. Nụ hôn ngọt ngào tự như một thanh kẹo thấm đậm vào từng ngóc ngách trong tim. Nụ hôn chờ đợi của nhung nhớ. Nhưng đúng lúc này, tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, giọng nói truyền đến cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào kia. Hai đứa làm cái gì vậy? Nhi giật mình tách ra khỏi người anh. Khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy chị thì cả người Nhi như đóng băng, cảm giác đầu tiên là sợ hãi lo lắng. Nhưng trái với thái độ của Nhi, anh bình thản đến lạ thường. Trong lúc đầu óc của cô đang nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào thì Quân đã nói trước. Chị làm cái gì mà kinh ngạc vậy? Chuyện trai gái yêu nhau hôn nhau cũng là điều bình thường mà. Chị cũng đã trải qua rồi, em tưởng chị phải biết chứ. Ánh mắt chị thì dường như vẫn không sao tin nổi. Chị đưa mắt nhìn Nhi. Lúc này, tự nhiên Nhi không dám đối diện với ánh mắt đó. Vì dù sao, Nhi cũng là người giúp việc mà chị Thùy tuyển vào làm cho ngôi nhà này. Qua một lát, chị mới nói lên lời. Cậu nói cậu yêu cái con bé giúp việc này à? Quân đưa tay mình siết chặt tay Nhi, anh thẳng thắn. Phải, em yêu cổ. Cậu Quân, làm sao có thể được? Cậu có... Không có gì mà không thể được. Cuộc đời của em yêu ai, lấy ai, không ai có quyền ngăn cản.
ngay cả người sinh ra em. Chị Thùy đờ đẫn nhìn Quân. Qua một lát, chị đột nhiên kéo Quân ra một bên rồi nói gì đó. Nhi vốn không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người nên định vào bếp nấu cơm. Nhưng vừa bước được ba bước thì giọng chị Thùy truyền tới. Cậu vừa mới nói giỡn với chị đúng không? Cậu chỉ chơi bời với nó thôi, đúng không? Chị làm sao vậy? Chị biết thừa tính em mà. Khi em nói gì đều hoàn toàn là nghiêm túc, em không có đùa. Tại sao cậu có thể yêu một con bé tầm thường như vậy? Yêu nó thì thà cậu yêu con Quyên thì còn hơn. Chị đừng có nhắc tới con Quyên trước mặt em nữa. Cô ta không có xứng đâu. Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ là Nhi tầm thường. Vì cô ấy là người yêu của em. Đã là cô gái em yêu thì không bao giờ tầm thường. Cậu Quân, vậy còn ba mẹ cậu, cậu nghĩ cô chú sẽ đồng ý? Em không cần ai phải đồng ý, vì đây là chuyện của em. Mà thôi, cũng trưa rồi, chị về đi, em còn nghỉ ngơi. Tự nhiên nghe vậy, Nhi thấy lòng mình nặng trĩu, còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì giọng Quân vang lên. Em đói chưa? Mình ra ngoài ăn, không cần phải nấu cơm đâu. Chị Thùy về rồi hả anh? Ừ. Làm sao bây giờ chị Thùy biết chuyện của tụi mình rồi sớm muộn gì mẹ anh cũng sẽ biết. Quân không trả lời, một lần nữa kéo Nhi siết chặt vào lòng. Kệ đi, anh không có quan tâm. Anh chỉ quan tâm xem làm thế nào để em được hạnh phúc mỗi ngày. Thế giới ngoài kia đã làm tổn thương em nhiều rồi. Anh phải cố gắng dỗ về những tổn thương đó. Nhi không thể nói nên lời, sống mũi cay xè vì xúc động. Cô ôm chặt anh. Vào cái thời khắc này, cô nhận ra anh chính là thiên la địa võng, bủa vây lấy cô, trói chặt lấy cô. Cô tự nhủ, cả đời này, chỉ cần anh không có buông tay cô, thì cũng nhất định cô sẽ không có buông tay. Cho dù có bị người khác bẻ cong cắt khớp ngón tay, cô cũng sẽ không có buông tay một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả như vậy. Có điều, cuộc đời không có đi theo tính toán của bản thân. Trước ngày mẹ của Nhi phẫu thuật, hôm đó, Nhi vừa mới xuống căng tin mua ít đồ, thì bất ngờ một người đàn ông mặc bộ vest đi đến trước mặt Nhi nghiêm túc. Cô là Hà Tiểu Nhi. Dạ, cho hỏi anh là ai vậy? Ông chủ của tôi muốn gặp cô. Ông chủ của anh? Ông chủ của tôi nói cần gặp cô để nói chuyện về cậu Quân. Điều này cô cần phải biết. Chuyện của Quân, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhi đi theo người đàn ông đến một quán cà phê gần bệnh viện. Người đàn ông dẫn cô vào trong một phòng kín ở trên lầu 2. Khi Nhi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, thì một người đàn ông trung tuổi từ ngoài bước vô, bộ âu phục trên người phẳng phiu, dáng đi rất thong thả, cũng rất đạo mạo. Cô không có tự chủ được, liền đứng dậy, vì vậy mà cũng rất dễ dàng nhìn thấy được tướng mạo của người đang bước tới. Nhi lại cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Nhìn kỹ một chút, Nhi giật mình vì phát hiện ông ta có nhiều điểm giống với Quân. Ông ta đi đến trước mặt cô, cất cái giọng nói rắn rỏi và uy nghiêm. Cô ngồi xuống đó đi. Nhi gật đầu chào, rồi lịch sự ngồi xuống. Đầu óc của cô vận động hết công suất, nghĩ tới khả năng có lẽ đây chính là ba của Quân. Sau đó, ông cũng ngồi xuống đối diện. Hai người vệ sĩ gương mặt lạnh lùng đứng phía sau ông. Trong lúc Nhi đang không biết nói cái gì, thì ông chủ động lên tiếng. Tôi nghĩ chắc cô cũng đang lờ mờ đoán trong đầu tôi là ai. Tôi là Phạm Thiếu Đông, ba của Phạm Thiếu Quân. Mặc dù đã dự đoán trong đầu rồi, nhưng khi nghe ông nói vậy thì cô vẫn không tránh khỏi tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Từ trước đến bây giờ, cô đã xem rất nhiều bộ phim điện ảnh, đọc rất nhiều bộ truyện ngôn tình. Có rất nhiều tình tiết mẹ nam chính đến gặp nữ chính, chứ chưa thấy trường hợp nào là người ba như thế này. Nhi lý nhí. Dạ. Thật ra việc đến gặp cô nói chuyện như vậy tôi thấy rất tốn thời gian của tôi. Nhưng thằng Quân là con trai của tôi, là người thừa kế tập đoàn Đông Quân, nên tôi không thể để nó lấy một cô gái tầm thường như cô được. Người thừa kế tập đoàn Đông Quân? Mấy cái tiếng này cứ văng vẳng trong đầu của Nhi khiến cho cô không khỏi giật mình và ngỡ ngàng. Cô buột miệng. Người thừa kế tập đoàn Đông Quân là sao?
Thấy vẻ ngạc nhiên của Nhi, khóe môi ông ánh lên một nụ cười mỉa mai. Đừng có nói với tôi là cô không biết con trai tôi là người thừa kế tập đoàn Đông Quân đó chứ. Đúng, đúng là Nhi không có hề biết anh là người thừa kế tập đoàn Đông Quân. Từ trước tới bây giờ, cô biết gia đình anh có lẽ cũng rất giàu, nhưng không nghĩ lại giàu ngoài sức tưởng tượng của Nhi. Nhi đã từng nghe đến rất nhiều thông tin về tập đoàn Đông Quân. Ngày mà Ngân nói là gặp Quân ở trong công ty, Nhi cũng chỉ đơn giản nghĩ anh đang làm việc ở đó. Bây giờ, sau khi biết sự thật về thân thế của anh, sau chuỗi lại, cô mới thấy mình ngu ngốc. Đông Quân chính là tên của ba anh và anh ghép lại, vậy mà Nhi lại không hề mảy may nghi ngờ. Cô cố kìm nén mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng, hít sâu một hơi rồi đáp. Cháu không biết, cháu cũng chưa có hỏi ảnh về gia đình bao giờ. Nghe ông nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ sững sờ, sau đó nụ cười mỉa mai trên môi càng lúc càng đậm. Trước mặt tôi, cô không cần phải giả vờ giả dịch làm cái gì. Tôi nói thẳng luôn nghe, cô muốn bao nhiêu tiền? Nhi kinh ngạc nhìn ông, cuối cùng thì ông cũng đi vào nội dung chính. Qua một lát, Nhi bình tĩnh đáp. Cháu ở bên cạnh anh Quân là vì cháu yêu ảnh, cháu không cần tiền. Nghe xong, ông cười lớn, dường như không quan tâm tới vẻ chân thành trong ánh mắt của cô, mà hơi liếc mắt nhìn xuống cái lắc tay trên tay của cô. Vậy sao? Giờ cô biết cái lắc tay của cô đang đeo trị giá bao nhiêu tiền không? Nhi giật mình cúi xuống, nhìn cái lắc tay trên mình. Nhi biết giá trị cái lắc tay không hề nhỏ, nhưng cũng không biết chính xác giá bao nhiêu. Cháu không biết. Đây là cái lắc tay phiên bản giới hạn. Trên thế giới số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không đoán được giá trị của cái lắc, nhưng phải biết nó rất đắt tiền. Vậy mà cô vẫn nhận nó. Nếu không phải cô vì tiền thì là vì cái gì? Cháu thật sự ở bên anh Quân là vì tình yêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu chỉ có như vậy, thì cô lấy tư cách gì mà ở bên cạnh một người có xuất thân cao quý hơn cô gấp trăm vạn lần? Nhi có chút hoang mang. Ông nói chuyện rất thong thả, nhưng lại đầy áp lực. Từng lời nói giống như những nhát búa giáng xuống hết sức mạnh mẽ vào đầu của Nhi, khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. Thấy vậy, ông liền đọc một tờ check xuống trước mặt của Nhi, bình thản nói. Cô muốn bao nhiêu có thể tùy ý viết con số vào đây, chỉ cần có thể rời xa con trai của tôi là được. Đây đúng là cảnh tượng cô thường thấy trong các bộ phim truyền hình, vẫn là chiêu dùng tiền để mua chuộc vô cùng quen thuộc. Trước đây xem đến cái đoạn phim này, cô còn mỉa mai thời đại bây giờ ai còn dùng tiền để mua tình cảm nữa. Kịch bản đúng là cũ rích. Vậy mà bây giờ cô lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Có lẽ bởi vì người ta luôn cho rằng tiền bạc giống như ma quỷ, khiến con người không thể giữ được sự tỉnh táo. Rất hiếm người có thể đứng trước nó mà không cúi đầu khuất phục. Nhi nhìn cái tấm check trước mặt, trực tiếp đẩy lại cái tấm check về phía của ông. Cháu nói rồi, cháu không có cần tiền. Thấy vẻ kiên quyết của Nhi, nụ cười trên khóe môi ông chợt chuyển lạnh băng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Tôi đã cố gắng hết sức để tử tế nói chuyện với cô đừng có tưởng rằng tôi đang cúi đầu cầu xin cô rời xa con trai của tôi. Cô đừng nghĩ tôi không có nhìn ra được mục đích và tham vọng của cô. Cô nghĩ dù là bao nhiêu tiền cũng không có sánh bằng tương lai làm vợ người thừa kế tập đoàn Đông Quân. Nhi biết giờ này cô nói cái gì, giải thích cái gì thì chắc chắn ông cũng không có tin. Nhưng Nhi vẫn muốn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Bác à, cháu đã nói rồi, cháu yêu anh Quân không phải vì tiền, tụi cháu yêu nhau thật lòng. Gia đình tôi đã chọn được người phù hợp với nó rồi. Cô bỏ ngay cái suy nghĩ về tình yêu dớp dẫn đâu đi. Cô đừng có hy vọng rằng thằng Quân nó sẽ vì cô mà đối đầu với cha mẹ, với cả một gia tộc. Tôi nói cho cô biết, tôi không thiếu gì cách khiến cho nó phải rời xa cô đâu. Dạ, nếu như chính miệng ảnh nói chia tay, nói từ bỏ cháu, muốn cháu rời xa ảnh, thì cháu sẽ tự nguyện từ bỏ ảnh. Nếu hôm nay khiến bác không có được vui, cháu thực sự xin lỗi. Nói xong, Nhi định đứng dậy xin phép ra về, thì bất ngờ ông lên tiếng. Tôi nghe nói mẹ cô ngày mai sẽ phẫu thuật. Mấy tiếng ông nói ra khiến Nhi khựng lại. Nhi ngước mắt nhìn ông, không biết ông định ám chỉ cái điều gì.
Cô có tin nếu cô cứ cấu chấp bên thằng Quân thì tôi sẽ khiến cho mẹ cô không có được phẫu thuật nữa không? Bất kể bệnh viện nào cũng sẽ không có phẫu thuật cho mẹ cô. Nếu cô có thể gạt chữ Hiếu qua một bên thì cô hãy cứ ở bên đó đi. Nhi nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán như muốn phong tỏa cô trong một tảng băng lớn. Nhi biết ông không hề nói đùa, càng không phải là lời nói suông hay đe dọa. Cô vội vàng đáp. Mẹ cháu không có liên quan tới cái chuyện này, đừng có lôi mẹ cháu vào cuộc. Nói thật với cô, tôi không muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để ép buộc cô. Nhưng nếu cô cứ kiên quyết chống đối tôi, thì tôi nhất định sẽ làm thật. Tôi là người có thể làm mọi thứ để bảo vệ danh dự của gia đình. Cô thấy tôi ác cũng được. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, nếu tôi không ác thì làm sao có được ngày hôm nay? Tôi cần một cô con dâu xứng đáng với thằng Quân, chứ không phải một kẻ tầm thường như cô. Cô không xứng đáng với nó. Cô luôn miệng nói bên nó vì tình yêu. Tôi không biết cô yêu nó cỡ nào, nhưng nếu cô yêu nó, nghĩ cho nó, thì tốt nhất là cô nên rời xa nó đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Còn cô cứ cố chấp trái ý tôi, thì vừa hại gia đình mình, vừa hại người mà cô luôn miệng nói yêu. Tôi không chỉ có một thằng con trai, mà tôi có hai thằng con trai. Nhưng vì tài năng vượt trội của thằng Quân, nên tôi mới nói là nó là người thừa kế. Nếu nó kiên quyết ở bên cô, tôi sẽ khiến cho nó không còn cái gì ở trong tay. Thôi, tôi nói vậy là cô hiểu rồi đó. Tôi thừa sức để làm những cái chuyện mà tôi vừa mới nói ra. Bây giờ thì cô quyết định đi. Tôi không có nhiều thời gian. Trái tim cô bỗng như bị ai đó thò tay bóp chặt lấy tới khi dở dụng. Nhi phải quyết định sau đây. Nhi không muốn buông tay anh. Nhưng giờ phút này cô đâu còn lựa chọn nào khác. Cô không thể cố chấp bên anh mà bỏ mặc mẹ mình được. Cô cũng không thể cố chấp bên anh mà khiến mọi thứ của anh bị thiêu hủy. Cô ngước mắt nhìn ông hỏi lại. Có thật là chỉ cần cháu rời xa anh Quân thì mọi thứ sẽ bình thường, đúng không? Tôi không có nói hai lời. Nếu cô đồng ý rời xa thằng Quân, tôi sẽ cho mẹ cô được phẫu thuật bởi bàn tay của những bác sĩ giỏi nhất. Mọi chi phí tôi sẽ chi trả hoàn toàn và cô còn được một khoản tiền lớn để bắt đầu cuộc sống mới. Cháu không cần tiền. Cháu chỉ cần bác đừng có làm hại đến mẹ cháu để ca phẫu thuật của mẹ cháu được diễn ra thuận lợi và cháu cũng mong bác giữ đúng lời hứa của mình với anh Quân. Được, cô yên tâm. Tôi chỉ sợ cô nuốt lời thôi, chứ lời tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ làm, mà cô cũng đừng có mong sẽ nuốt lời được với tôi. Tôi được biết, cô còn có một cô em gái đang bụng mang dạ chữa. Nếu cô muốn em mình sinh đẻ thuận lợi, thì ngoan ngoãn làm theo những gì mà mình vừa mới nói đi. Xem ra trước khi đến đây gặp cô, ông đã điều tra rất kỹ về gia đình của cô. Nhi gật đầu đáp, bác yên tâm, cháu sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chuyện tôi đến đây gặp cô, tôi không muốn thằng Quân nó biết. Tôi biết tính của nó, khi yêu ai sẽ rất cố chấp. Nên là cô hãy tự nghĩ cách để nó phải từ bỏ cô. Tôi cho cô một tuần để rời xa nó. Dạ. Nói xong, ông đứng dậy về trước. Nhi ngồi đó thơ thẩn nhìn theo bóng dáng ông cho tới khi khuất hẳn. Cuối cùng đã không kìm nén được nữa mà mặc kệ cho nước mắt tự do buông rơi. Lẽ ra ngay từ đầu, Nhi phải biết trước kết quả của con lọ lem và hoàng tử sẽ không có đẹp như cổ tích. Vậy mà cớ sao lúc này cô lại đau lòng quá đỗi, là bởi vì cô yêu anh, yêu đến mức không có muốn xa rời. Nhưng dù cho như vậy, cô cũng không thể ích kỷ về hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng tới người thân, ảnh hưởng tới chính anh. Trên đời này, hình như bất kể chuyện gì cũng phải đánh đổi. Cô muốn cứu mẹ mình, muốn sự nghiệp của anh được rực rỡ thì cô phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Nhi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau, toàn thân như bị khoét sạch, rồi bị thả tự do xuống hố sâu của địa ngục. Nghĩ lại lời ba của anh nói cũng đúng, xét về mặt nào thì Nhi cũng không xứng đáng với anh. Hoàng tử sinh ra chỉ dành cho công chúa, đoạn tình cảm với lọ lem chỉ là giấc mộng thoáng qua. Có lẽ Nhi phải chấp nhận thôi. Cô ngồi một lúc rất lâu mới có thể đứng dậy được. Vừa đến bệnh viện, cô đã thấy Quân có mặt ở đó. Còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nói. Em giỏi thiệt. Em... Sao mẹ nằm viện lại giấu anh? Em sợ anh lo lắng. Ngốc ơi! Không định cho anh san sẻ gánh nặng cùng với em sao? Em... Mà sao mắt em đỏ lên vậy, hả? À,
Em vừa mới bị con muỗi hay con gì nó bay vô mắt đó. Em dụi mãi nên mới đỏ vậy. Lần sau không có được dụi mắt, sẽ ảnh hưởng tới giác mạc đó. Bị con gì bay vào mắt thì phải dùng thuốc rửa. Dạ, em biết rồi. Anh vừa mới vào thăm mẹ xong, anh giới thiệu với mẹ là người yêu của em. Coi bộ mẹ ưng chàng trẻ tương lai này lắm rồi đó nha. Quân vừa nói vừa cười, trái tim Nhi lại nhói lên cảm giác đau đớn. Nhưng Nhi sợ anh phát hiện nên đành cố gắng tỏ ra như chưa từng có cuộc gặp gỡ vừa rồi. Mỉm cười đáp lại. Anh tự tin quá ha. Tất nhiên, anh cực kỳ tự tin ngang. Riêng cái khoản ra mắt phụ huynh, anh dám bảo đảm sẽ khiến phụ huynh yên tâm tuyệt đối để gả con gái cho mình. Nhìn mặt anh uy tín vậy mà. Nhưng mà ai đã đồng ý lấy anh đâu? Hả? Em không có lấy anh thì lấy ai? Em thiếu gì người đâu. Em dám. Nhi bật cười nhìn anh, cảm giác biết là phải chia xa, nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, giống như nó có hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Nếu có một điều ước, Nhi ước rằng thời gian dừng lại ở giây phút này, khoảnh khắc này, cho Nhi và anh được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đáng tiếc, ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Buổi tối hôm đó, Nhi ở lại bệnh viện săn sóc cho mẹ. Quân cũng ở lại với Nhi suốt cả đêm, cho tới ngày hôm sau, mọi thủ tục làm phẫu thuật cũng đều là anh lo liệu. Từ sáng sớm, thím ba và con Ly đã có mặt. Thím ba thấy Quân như vậy liền nói nhỏ. Thằng người yêu của cháu được đó, hơn hẳn người yêu của con Ly. Nhi không biết trả lời thím như thế nào nên chỉ đáp cho xong chuyện. Dạ. 10 giờ 15 phút, mẹ Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật. Cái giường đẩy từ từ lăn bánh. Con Ly nó rung rung. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, đúng không chị? Nhi gật đầu. Nhất định là như vậy rồi. Sau khi mẹ của Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật, thì thằng Đức cũng tới. Chờ đợi rất lâu, thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Nhi vội vàng lao tới. Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, người nhà có thể yên tâm rồi. Nghe xong, Nhi và Ly dở hòa cảm xúc, bật khóc vì hạnh phúc. Quân thấy vậy mới cười nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên má Nhi. Lại khóc nhẹ như con nít nữa rồi. Kệ em. Ừ thì kệ em, vì mãi là em bé của anh mà. Nghe nói vậy, Nhi lại càng khóc lớn hơn. Bây giờ ca phẫu thuật của mẹ đã thành công, nhưng Nhi chỉ còn vài ngày bên anh nữa thôi. Nghĩ vậy, trái tim cô như ngừng đập. Có lẽ chỉ có khóc mới khiến cho cô bớt đau hơn. Quân thấy Nhi khóc lớn lại càng ra sức dỗ dành. Có lẽ anh chỉ đơn giản nghĩ Nhi khóc vì hạnh phúc, chứ anh không có thể ngờ rằng trái tim cô đau như rỉ máu. Một lát sau thì mẹ cô được đưa về phòng hồi sức theo dõi. Sau khi mẹ được đưa về phòng thì Nhi kêu con Ly về nhà nghỉ ngơi. Dù sao đang bầu bì, ở lại bệnh viện cũng không tốt. Hai ngày tiếp theo trôi qua, Nhi ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ cả ngày lẫn đêm. Quân lúc nào rảnh đều qua phụ với Nhi. Tới ngày thứ ba, cô thấy sức khỏe mẹ cũng ổn hơn, mà cô chỉ còn 4 ngày nữa để bên Quân. Nhi muốn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để tạo thêm những kỷ niệm với anh, nên đã nhờ thím ba tối nay ở lại chăm sóc mẹ của mình. Từ bệnh viện, Nhi đón xe đi thẳng về nhà Quân. Cô chợt nhớ ra, cũng đã mấy ngày cô không có nấu cơm cho anh ăn rồi. Nên sau khi đến nhà, cô liền đi vào tủ lạnh xem có thức ăn gì để chế biến vài món. Cuối cùng, cô quyết định làm món trứng ốp, sườn xào chua ngọt, thịt bò hấp, tôm chiên và chén canh củ quả. Trong lúc thái cà rốt, tự nhiên nghĩ đến chuyện sẽ không được nấu ăn cho anh như thế này, khiến lòng cô cuồn cuộn cơn đau. Trong giây phút chỉnh mãn, lưỡi dao sắc sượt qua ngón tay khiến cô bị chảy máu. Nhưng kỳ lạ, Nhi lại không có cảm giác đau. Có lẽ vì nỗi đau trong lòng nó còn lớn hơn gấp 100.000 lần.
Bất chợt, một bàn tay túm lấy tay cô. Nhi giật mình ngước mắt nhìn lên thì thấy Quân đang đứng trước mặt của mình. Vẻ mặt đầy lo lắng. Hàng lông mày nhíu lại như thể đang đau giùm cho cô. Nhi giống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt gặp định rụt tay lại giấu giếm. Em không có sao, lần sau em sẽ chú ý hơn. Không được phép có lần sau. Nói rồi, anh vội vàng xả tay Nhi vào nước rồi đi lấy băng cá nhân băng lại. Sau đó anh không cho Nhi làm gì nữa, nhất quyết bắt Nhi ngồi ghế sofa chờ. Vậy là bữa cơm hôm đó Nhi chủ định nấu cho anh thì lại biến thành anh nấu cho cô. Trong lúc ăn cơm, Quân hỏi: Mẹ đã thế nào rồi mà em về đây? Mẹ đã ổn, có thím ba chăm sóc nên anh yên tâm đi. Quân cười nhẹ gật đầu. Ăn cơm xong thì Nhi chủ động thu dọn chén để vào bồn rửa. Vừa mới xả nước, đột nhiên anh ôm chầm lấy Nhi từ phía sau. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào điểm nhạy cảm sau tai của Nhi, khiến cho toàn thân cô bủng rủng. Cô muốn né tránh, kêu anh để yên cho mình rửa chén. Nhưng cánh tay của anh ôm càng ngày càng chặt. Khuôn ngực rộng dính chặt vào lưng của Nhi không một khe hở. Để chén ở đó, một lát anh rửa cho. Thôi, để em... Nhi chưa nói xong thì anh đã xoay người cô lại, một nụ hôn bất chợt đặt xuống môi cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Nửa Đoạn Duyên, tác giả Trang Biêu Bi. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.